trong cuộc đời này sẽ có những lúc bạn trải qua những giai đoạn bị người thân quay mặt, bạn bè xa cách. Thậm chí những người đã từng hứa vào sanh ra tử cũng sẽ một ngày nào đó mà rời đi. Lúc ấy bạn sẽ cảm thấy mình gần như mất hết điểm tựa. Điều mà bạn cần phải nhận ra rằng vạn sự trên đời đều vô thường. Tự mình xây dựng điểm tựa cho chính mình, để chúng ta không quá lệ thuộc vào bên ngoài, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Nếu may mắn có một cộng đồng thương yêu, có người thân đồng hành, có bạn bè chí cốt thì là quá tốt. Còn lỡ không có thì vẫn an nhiên mà sống, vì ngay từ đầu bạn đã biết chọn nương tựa chính bản thân mình rồi. Chúc bạn luôn bình an. Trăm năm thôi đi về một lần, ta vây vùng trong hố sâu tươi. Trăm năm sau ai còn nghe thấy tiếng thở than trong cõi